Hello hello, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu 5 chiếc xe nha. Wow, đầu tiên là một chiếc xe bán tải cũ này. Theo kiểu đồ cổ nha các bạn, cổ điển nha. Đây. Wow. À, mấy cái bằng để đấy này. Mở cửa được nha, đây. Đây, cửa hơi cứng này. Ok, bạn thấy đen nha, rất là đẹp luôn nha. Yeah, khởi động xe nào. Yeah. Ngầu lên nha. Rồi. Xe thứ hai. Wow. Một chiếc xe cứu hộ nha các bạn. Đây là xe cứu hộ nha, cứu hộ đường nha. Đây gọi bên bảo này. Wow. Cái đầu này nâng lên được nha. Đây gọi đèn bảo này. Wow, đây là cái móc này. Móc kéo nha. Đây, mở ra rồi. Ok. Quấn lại này. Yeah. Rồi, cái này nâng để cho xe đi lên nha. Ok. Yeah, khởi động xe nào. À, cửa này mở được này. Yeah. Wow. Bạn thấy chưa? Đây là giống thật luôn. Ok. Xe thứ ba nào. Wow, một chiếc xe cấp cứu. So cute. Ok. Xe thứ tư nào. Wow. Một chiếc xe bồn nha. Đây, cái này xoay này. Oh yeah, biển số rất là đẹp đó nha các bạn. Đây cái chỗ để đổ bê tông nha. Rồi. Wow, cái đồng xe thứ này. Yeah, đèn cái này cũng chạy nha. Wow, rất là ngầu luôn. Rồi, chiếc xe cuối cùng nào. Wow, một chiếc xe cấp cứu. Yeah. Ok. Mở cửa nào. Wow, cửa lùa nha. Cửa lùa rất là giống thật nha. Đây. Thấy chưa? Yeah. Phía sau nó cũng có cửa này, mở được luôn này. Yeah, cho bệnh nhân vào nha các bạn. Đây. Chỗ giường nằm của bệnh nhân đây. Ok. Đóng cửa lại nào. Rồi, khởi động xe. Yeah, bật bảo luôn nha. Ok, bye bye các bạn luôn nha. Bye bye.